các bạn ơi, đây là kênh Cuộc sống người Việt ở nước ngoài Hoa Vàng. Thì bây giờ là mình đang đi dạo và mình sẽ chia sẻ với các bạn một số cái suy nghĩ của mình về cái việc nói tiếng mẹ đẻ của các bé mà sinh trưởng ở nước ngoài đó các bạn. Thì thực ra đây là cái chủ đề dành cho những cái phụ huynh nào mà có cái sự quan tâm dành cho cái ngôn ngữ đó các bạn. Thì chủ đề này thì không phải là phụ huynh ở nước ngoài nào cũng quan tâm. Nên là nếu mà các bạn không thích cái chủ đề này thì các bạn có thể bỏ qua cũng được. Rồi, thì các bạn, nếu mà các bạn ở Việt Nam á, thì có lẽ là các bạn sẽ không biết được một cái thực tế là các bé mà sinh trưởng ở nước ngoài đó không có dễ mà nói tiếng mẹ đẻ đâu các bạn ha. Nó không phải là chuyện hiển nhiên, tự nhiên giống như là chúng ta khi mà ở trong nước chúng ta thường hay nghĩ. Cái việc mà các bé mà nói được tiếng Việt á là không hề dễ dàng. Thì tại sao nó lại như vậy? Tại sao có bé có, kể cả có cha lẫn mẹ lẫn là người Việt mà cũng không nói được tiếng Việt? Thì nó có nhiều cái nguyên nhân. Thôi bây giờ mình nói theo cái chiều hướng là làm cách nào đi. Làm cách nào để các bé mà ở nước ngoài á, nói được tiếng Việt. Nói chung là tiếng Việt hoặc là tiếng mẹ đẻ gì đó, bất kể tiếng nào. Thì theo mình quan sát thấy á, cái mà yếu tố quan trọng nhất luôn so với những cái yếu tố khác đó là cái môi trường để các bé giao tiếp. Thì muốn cho bé mà lớn lên có thể nảy sinh ra một cái ngôn ngữ nào thì bé phải có cái môi trường giao tiếp cái ngôn ngữ đó. Thì cái môi trường đó nó có thể là cái gì? Nó có thể là trường học, có thầy cô giáo, có các bạn. Còn nếu không có được trường học thì có các bạn, có các bạn, các bé đó chơi chung cũng được. Còn nếu mà chúng ta mà không có cái cơ hội là gửi con vào một cái trường mà có cái ngôn ngữ mà chúng ta muốn, trong cái trường hợp này là tiếng Việt đó, hoặc là xung quanh nhà của các bạn cũng không có bé nào là người Việt hoặc là bé nói tiếng Việt, thì làm sao? Thì các bạn nghĩ là chỉ có bố mẹ nói chuyện với con bằng tiếng Việt, hoặc là chỉ có bố hoặc là mẹ nói chuyện với con bằng tiếng Việt, bởi vì cái người phụ huynh kia thì có thể là một cái người nước ngoài. Thì nếu mà trong cái trường hợp mà duy nhất chỉ có một phụ huynh nói tiếng Việt với bé, thì các bạn nghĩ là các bé có thể nói tiếng Việt được không các bạn? Thì câu trả lời của mình là được ha. Các bé vẫn có thể nói tiếng Việt được nếu mà trong gia đình chỉ có một phụ huynh nói tiếng Việt. Thì điều đó nó cũng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa. Mình chỉ nói chung chung là nó có khả năng xảy ra. Nhưng mà đó, nếu mà bạn là cái gia đình mà chỉ có một phụ huynh nói tiếng Việt với bé đó, thì bạn cần phải lên tư tưởng là phải cung cấp thêm môi trường cho các bé. Thì môi trường đó có thể là bạn sẽ tìm một cái bé nào đó mà mới từ Việt Nam qua chẳng hạn, vẫn còn nói tiếng Việt rành, hoặc là yêu thích tiếng Việt hơn là tiếng khác. Mình nói như vậy là bởi vì á, nếu mà bạn chọn một cái bé mà đã biết nói tiếng Anh và yêu thích tiếng Anh bởi vì sinh trưởng ở Mỹ đó, thì có thể là cái bé đó sẽ trộn lẫn qua lại giữa tiếng Anh và tiếng Việt. Thì cái đó nó sẽ gây một cái ảnh hưởng lên cái việc mà con của bạn nó đạt những cái tiến bộ về
tiếng Việt. Cái cách mà nó dễ nhất, nó đơn giản nhất là các bạn cứ nói bằng tiếng Việt hoàn toàn với con luôn, kể cả khi mà các bạn đi ra ngoài nơi công cộng, các bạn giao tiếp với người ta bằng tiếng Anh thì á các bạn vẫn quay qua bạn nói tiếng Việt với con, để cho nó tạo một cái, nó tạo một cái đà đó, một cái gọi là gì, cái bệ phóng thật là chắc chắn đó. Còn nếu mà các bạn cứ bật qua bật lại giữa tiếng Anh và tiếng Việt với con á thì có thể là bé sẽ lâu dần bé sẽ thích sử dụng tiếng Anh hơn là tiếng Việt các bạn ha. Rồi nói tiếp cái việc mà gia đình mà chỉ có một phụ huynh nói tiếng Việt thì làm cách nào đây? Thì nếu mà các bạn nói tiếng Việt thuần với con á, là chỉ có nói tiếng Việt thôi, không nói một cái miếng tiếng Anh nào với con hết, thì cái khả năng là con bạn sẽ nói được tiếng Việt. Và các bạn nên bắt đầu từ khi bé nhỏ nhỏ nhóc nhóc, từ khi con sinh ra đó, là cứ nói với tiếng Việt với bé thôi, thì nó sẽ, chúng ta sẽ quen miệng và con cũng sẽ quen như vậy, dần dần nó tạo thành thói quen các bạn. Rồi các bạn nghĩ là nếu mà chỉ có một phụ huynh thì như vậy nó có đủ không? Câu trả lời của mình là không đủ các bạn ha. Chỉ có một mẹ một con nói tiếng Việt với nhau ở nước Mỹ thì nó không thể nào mà nó đủ được. Bởi vì các bạn biết là các bé sinh trưởng lớn lên á, các bé lớn lên có một cái môi trường sống của các bé thì nó bao gồm nhiều thứ đúng không các bạn? Nó bao gồm cái sân chơi nè, trường học nè, đi lại nè, chơi với bạn nè, đi du lịch nè, đủ thứ hết. Còn á giữa mẹ và con á thì chỉ có lòng vòng nói có mấy cái chủ đề chẳng hạn như là ăn nè, rồi mẹ nấu ăn cho con, rồi mẹ đem đồ ăn cho con, rồi mẹ chuẩn bị ba lô cho con đi học, cho con đi ngủ. Nó giới hạn lắm các bạn. Mà khi mà cái chủ đề nó giới hạn thì cái vốn từ vựng của con nó cũng sẽ bị giới hạn theo. Nên là cho dù các bé mà nói được tiếng Việt do có mẹ hoặc là bố có một cái nỗ lực nói tiếng Việt với con á thì bé sẽ nói được tiếng Việt, và có thể là cái âm giọng của các bé cũng rất là tốt, nhưng mà về cái từ vựng của các bé sẽ bị thiếu các bạn ha. Thì cái việc mà thiếu từ vựng á nó không phải là vấn đề lớn. Cái vấn đề mà nói được cái ngôn ngữ đó, trong trường hợp này là tiếng Việt, nói được và cảm thấy thoải mái khi mà nói chuyện chẳng hạn như giữa hai mẹ con cứ nói tiếng Việt với nhau một cách bình thường giống như là ở Việt Nam vậy, thì cái điều đó nó mới là quan trọng. Còn cái việc mà bé thiếu từ vựng đó thì nó dễ lắm các bạn, chỉ cần lâu lâu á, 1 năm hoặc là 8 tháng gì đó tùy gia đình, các bạn cho các bé về Việt Nam một lần ha. Mình thấy 1 năm á, là nó cũng là hơi lâu chút. Nếu mà các bạn có thể sắp xếp được dưới 1 năm đi về Việt Nam một lần á, khoảng nửa năm hoặc là 8 tháng gì đó đi đi Việt Nam một lần thì cái đó nó rất là có lợi các bạn. Con các bạn á nó sẽ cảm thấy là đây là cái ngôn ngữ mà có nhiều người sử dụng. Bình thường chỉ có mình nói chuyện với mẹ thôi mà bây giờ mình thấy là có quá chừng người sử dụng luôn. Ở Việt Nam ai cũng nói tiếng Việt hết. Thế là nó cái điều đó mở ra cho bé một cái ý niệm mới nữa các bạn, về cái việc là cái tiếng này, cái ngôn ngữ này, nó là một cái ngôn ngữ rất là bình thường có người sử dụng.
chứ nó không phải là cái gì mà nó kỳ lạ mà nó lạc lõng hết á. Thì nếu mà các bé mà sinh trưởng ở châu Âu á thì các bạn sẽ thấy là cái việc mà người ta nói được nhiều ngôn ngữ á nó dễ dàng hơn. À, tại vì châu Âu có những cái nước nhỏ hàng xóm láng giềng thì họ cứ du lịch qua lại thôi, là các bé lớn lên đi học là được cho học nhiều ngôn ngữ lắm. Còn ở Mỹ nó không giống như như vậy. Ở Mỹ thì nếu mà các bạn mà muốn con có một cái ngoại ngữ là ý là tiếng Việt đó thì nó hơi khó, bởi vì người Mỹ họ họ không có kinh nghiệm học ngoại ngữ các bạn. Cái đó là thực tế, họ chỉ biết cái tiếng Mỹ của họ thôi. Còn ai mà có biết một cái tiếng khác thì thuộc hàng gọi là học sinh giỏi rồi. Đối với người châu Âu thì cái chuyện biết nhiều ngôn ngữ là chuyện bình thường, chứ người Mỹ á đối với họ là cái chuyện đó là cao siêu lắm. Nên là khi mà ở Mỹ mà các bạn muốn cho con các bạn có ngoại ngữ á là các bạn sẽ hơi bị đơn độc một chút xíu ha. Hơi bị đơn độc có nghĩa là các bạn sẽ không có nhận được cái sự đồng cảm thấu hiểu của người Mỹ, bởi vì họ không có kinh nghiệm đó các bạn. Các bạn nói chuyện về cho con các bạn học tiếng Việt hay tiếng Pháp hay tiếng Đức hay tiếng Trung Quốc gì đó là họ không có hiểu mấy đâu, họ cứ ngơ ngơ vậy thôi à, bởi vì họ đâu có sinh ra và lớn lên ở một cái nơi mà họ phải nói nhiều ngôn ngữ đâu, họ cứ có tiếng Anh thôi à. Mà nước Mỹ lại là một cái nước lớn, một cái nước phát triển nữa, nên là họ cứ cứ có cái tiếng Anh đó mà họ sử dụng thôi, đi đâu ai mà cũng nói tiếng Anh hết, nên là họ cảm thấy rất là thoải mái. Nói dông dài quá, ý mình nói là khi mà ở Mỹ các bạn mà muốn cho con học tiếng Việt thì các bạn phải chịu khó đó, chứ không có dễ giống như là khi mà các bạn ở châu Âu đâu. Ở châu Âu thì thí dụ như các bạn ở Đức đi thì người ta cho con các bạn á học tiếng Anh nè, rồi lên cấp 2, cấp 3 gì đó người ta cho học thêm nữa, người ta cho chọn tiếng Pháp nè, tiếng Nga, tiếng gì đó, đủ thứ tiếng hết đó. Còn ở Mỹ nó không được như vậy các bạn. Lên tới cấp 2 mới bắt đầu cho học tiếng Tây Ban Nha. Giống như ở Việt Nam mình ngày xưa vậy đó. Mà các bạn cũng thấy là học ngoại ngữ mà bắt đầu từ cấp 2 là nó rất là muộn màng các bạn. Tất nhiên là học cũng được á, mình ngày xưa mình cũng bắt đầu từ cấp 2 mà. Nhưng mà đâu thể nào mà nó giỏi được. Bé nào mà nó có năng khiếu ngoại ngữ á thì nó mới giỏi. Còn nếu mà dở dở chút là thôi học vất vả lắm á, đúng không? Nếu mà theo mình nghĩ á nên bắt đầu học ngoại ngữ á. Nếu mà trong cái điều kiện có thể đó thì các bạn cho các bé học từ năm nhà trẻ mẫu giáo gì đó. Đó. Thì là các bé không cần phải học gì hết á. Cứ cứ nói vậy thôi chứ đâu cần phải học gì. Còn á nếu mà bắt đầu từ lớp 6 á là vào là phải học từ vựng, phải nhớ từ vựng, phải dịch ra quả táo đọc tiếng Tây Ban Nha là cái gì, cái nhà tiếng Tây Ban Nha là cái gì, phải 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 lọ mọ từng chữ như vậy đó các bạn. Còn á các bé mà mẫu giáo nhà trẻ đâu có học gì đâu, nó vô nó nói với thầy cô thôi à, đang tuổi học nói mà, nên là nó vào nó chỉ có thầy cô nói gì đó rồi nó bập bẹ nó tập theo, rồi bạn bè nó ví dụ như nói cái ngôn ngữ đó thì nó bập bẹ nó tập theo. Rồi nãy giờ nói lạc đề quá ha. Đang nói tiếng Việt, đang nói cái vụ học tiếng Việt. Thì đó, nói tóm gọn lại là muốn mà cho con các bạn học được tiếng mẹ đẻ đó thì phải làm sao cho các bé có cái môi trường để nói. Trong nhà phải ít nhất có một người nói tiếng Việt. Ít nhất có một người nói tiếng Việt thì nó mới thành thành tựu được các bạn ha. Chứ còn các bạn nói tiếng Anh rồi lâu lâu các bạn nói một vài chữ tiếng Việt nó không có thành được các bạn. Tất nhiên là các con lớn lên ở nước ngoài, các con sẽ yêu thích cái đất nước đó,
các con sẽ yêu thích cái ngôn ngữ đó, chứ các con đâu có thích cái tiếng nước ngoài. Cái tiếng của bố mẹ đó là đối với con là tiếng nước ngoài nha các bạn ha. Các con đã sinh ra ở nước ngoài thì các con sẽ yêu cái nước đó. Giống như các bạn sinh ra ở Việt Nam, chúng ta sinh ra ở Việt Nam thì chúng ta thích nói tiếng Việt, đúng không? Đó. Chứ ai mà thích cái ngôn ngữ nào khác, các bé cũng vậy. Cho dù bố mẹ là người Việt nhưng mà các bé đã lớn lên ở Mỹ thì các bé sẽ yêu nước Mỹ và yêu tiếng Anh. Chứ không, mình không có đọ lại. Cái nữa là gì ta? Thôi mình tới nơi rồi. Đi bộ tới nơi rồi, để có gì mình nhớ ra mình chia sẻ thêm với các bạn ha. Rồi các bạn muốn theo dõi thêm thì mời các bạn đăng ký kênh, chia sẻ cho người khác cùng xem ha. Rồi, tạm biệt.